Rồi. Nay chúng ta học sang cái bài 11 là về một kiểu dữ liệu từ điển. Đây là một kiểu dữ liệu mới mà không nằm trong chương trình của tin học lớp 10. Và cũng có lẽ là không sẽ không được dạy cho học sinh trong suốt cả 3 năm 8, 9, 10, à 11, 12. Tuy nhiên cũng là những ai học Python thì Python thì đều phải nên biết cái kiểu dữ liệu này. Như vậy đây là kiểu dữ liệu từ điển. Thì nó là gì? Thì có thể hiểu rất nhiều nghĩa, nhưng mà hiểu theo nghĩa đơn giản nhất thì là cái đây là kiểu dữ liệu nó giống như cuốn từ điển ấy. Giống như một cuốn từ điển. Một cuốn từ điển là cái cuốn mà chúng ta thấy là nó có một danh sách các cái từ và giải nghĩa của từ đó. Vì là một cuốn từ điển có là 1.000 từ chẳng hạn. Là từ Anh Việt chẳng hạn có 1.000 từ tiếng Anh và mỗi từ Anh và những ứng với giải nghĩa bằng tiếng Việt. À, thì cái kiểu dữ liệu từ điển là nó chính là như vậy. Nó là cái kiểu dữ liệu mà nó có một loạt hết các cái gọi là các cái key hay là từ khóa đi, các cái từ tiếng Anh ABCD cho đến hàng ngàn hay là hàng chục ngàn cái từ như vậy. Mỗi một từ như vậy là có các cái giải nghĩa bằng tiếng Việt của từ đó, thì phần giải nghĩa đó người ta gọi là các cái giá trị của cái khóa đó. Như vậy là có thể hiểu đơn giản là kiểu dữ liệu từ điển ấy là kiểu dữ liệu mà nó gồm các cái khóa và các cái giá trị của khóa đó. Nó gồm có cái cặp là cặp khóa, tôi viết từ Anh là key, và mỗi một key như vậy là nó có các cái giá trị của cái key đó. Thì một cái bộ như này là khóa hay là key, value hay là giá trị là một cái phần tử của cái từ điển đó. Thì người ta hình dung như là đúng là một cuốn từ điển thật. Thì cái kiểu dữ liệu từ điển là nó ứng với nó là một dãy các cái bộ này, các cái bộ hai giá trị là key và value hay là khóa và giá trị của khóa. Thì đó là cách hiểu mà dễ hiểu nhất. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu là gì? Hiểu là kiểu dữ liệu từ điển nó là kiểu dữ liệu là một cái bảng gồm có một dòng, có một hàng thôi. Thì key là cái cột tên là tên cột và value là các cái giá trị của cái cột đó. Như vậy nó là một cái bảng ghi. Ta hiểu nó là như vậy là một cái kiểu dữ liệu từ điển nó là một cái bảng ghi. Thì nó giống như là cái kiểu dữ liệu bảng ghi ở trong Pascal. Nhưng mà có thể hiểu theo một chỗ hai cái đều đúng cả. Thì chúng ta cùng nhau đi vào cái ý nghĩa nữa nhé. Đây. Bây giờ chúng ta cách mà định nghĩa mà gần nhất là chúng ta làm như sau, chúng ta khai báo là như thế này, chúng ta khai báo là các cặp key và value ở trong cái dấu ngoặc nhọn như thế này. Đấy, ở đây nhé. Đấy thì các key của nó thì key có thể là số, có thể là sâu, có thể là chữ, tùy ý chúng ta. Ví dụ như lấy ví dụ là chúng ta tạo ra một cái từ điển là gồm có là một danh sách các cái tên học sinh và là key, còn là khóa, còn giá trị là điểm trung bình của cái những người đó. Ví dụ như tôi lấy là Hà là một cái tên, sau đó là đây là khóa, sau đó là 2 chấm, sau đó là cái giá trị của cái khóa đó, những điểm số như là 9.5 chẳng hạn, sau là phẩy sang người thứ hai ví dụ như là Bình chẳng hạn, trong ngọc trong sâu, và cái điểm của Bình là 8.6 chẳng hạn. Ví dụ người thứ ba là Long, lấy ví dụ như Long, và điểm số của Long là 10, ví dụ như vậy. À, đóng cái này lại. Thì đây là một cái cách định nghĩa đơn giản nhất của một cái dữ liệu từ điển. Để xem lỗi chỗ nào. Để kiểm tra một tí nha. Cho nó thừa đâu đó, nó thừa một cái dấu cách thôi. Đòi hỏi phải có cái dấu cách. À, đây tôi có đề là tôi nhầm, tôi có hai dấu đóng, hai dấu thừa mà hai dấu này. Rồi. Enter. Đó, như vậy là đây là D nhé, đây là cái gồm là một dãy các cái cặp giá trị cách nhau bởi dấu phẩy, một dấu phẩy, hai dấu phẩy, ba dấu phẩy, và mỗi một cặp giá trị đó
là gồm có là hai giá trị là key và value là khóa và giá trị khóa. Thì hay chúng ta có thể định nghĩa khác nhưng mà hiểu hoặc có thể hiểu như đây là một dãy các cái từ điển, đây là cái từ, còn đây là cái bổ nghĩa của cái từ đó, đúng không? Hay là chúng ta hiểu đây là một cái bản ghi, thì đây là cái tên cột thứ nhất, tên cột thứ hai, tên cột thứ ba, còn đây là cái giá trị của cột đó. Bản ghi đó gồm có ba phần tử. Như vậy là một cái kiểu dữ liệu từ điển là một cái bản ghi, là một cái hàng của một cái bảng, kiểu bảng, được chưa? Rồi, thế thì chúng ta khi đã có cái kiểu dữ liệu từ điển rồi, chúng ta kiểm tra cái type của nó nhé. Thì nó là kiểu dữ liệu từ điển đây. Thường thường người ta dùng cái từ D hoặc là D hoa hoặc D thường để mô tả kiểu dữ liệu từ điển, nó là dictionary, đúng không? Và chúng ta cũng thử kiểm tra thử xem là nó gồm có những phương thức nào. Đây là đêm loạt các phương thức chúng ta sẽ được học trong buổi hôm nay. Cái phương thức của từ điển nó cũng khá là đơn giản. Tất nhiên là ở cái mức độ đơn giản nhất thì chúng ta học cho thấy nó dễ thôi, nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào thì nó thấy nó rất là khó, rất là hay luôn. Nhưng mà thôi được, chúng ta chỉ học mức độ là cơ bản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào từng phần tử của từ điển nhé. Thì D đây, thì cách làm như sau, cái làm mà chúng ta mở ngoặc vuông như này và trong này chúng ta ghi khóa vào đây. Cách chúng ta truy cập vào một cái phần tử của từ điển bằng cách là chúng ta gõ D mở ngoặc vuông, sau gõ cái khóa, sau gõ đóng ngoặc vuông thì nó trả lại giá trị của cái từ điển đó. Ví dụ nhá, enter thì nó giá trị là 9.5. Được chưa? Bây giờ D Long. Thì cách truy cập vào một phần tử của từ điển nó cũng giống như là truy cập vào một phần tử của dãy, là nó dùng cái ngoặc vuông, đúng không ạ? Đó. Rồi chúng ta truy cập vào một cái giá trị mà nó không đúng. Đây. Ok, không đúng thì máy nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi này là thuộc cái nhóm lỗi là key error, lỗi về khóa, được chưa? Rồi. Như vậy là từ điển là như vậy. Thì cái khóa này là nó có thể là sâu, nó có thể là số. Đấy, nó có thể là số, nó có thể là nhiều kiểu, nó có thể là tuple. Nhưng mà nó không được là dãy. Nó không được là list. Nhé. Còn giá trị thì vô tư thoải mái, giá trị là có thể là số, có thể là sâu, có thể là tuple, có thể là list. Đấy, có thể là từ điển luôn. Đấy, có thể là như vậy là chúng ta chú ý là cái key thì nó chỉ thuộc vào những kiểu dữ liệu mà nó không thay đổi được. Còn nó gọi là dữ liệu không thay đổi được, ví dụ dữ liệu như là số này, số nguyên, số thực, string này, tuple là những dữ liệu mà nó không thay đổi được. Còn cái value của từ điển thì nó có thể thuộc mọi kiểu dữ liệu nhé. Rồi, thế là chúng ta đã quen rồi, và tôi nhắc lại một chút là chúng ta đã quen với kiểu dữ liệu dãy, được chưa? Chúng ta đã quen rồi và các chỉ số của dãy đánh số từ 0 trở đi. Đây tôi gõ A0 này, đúng không? A1 thì nó ra như này. Đó. Thế thì từ điển cũng vậy, từ điển là cũng chỉ như thế này. Đấy, nhưng mà là phải gõ key chứ không phải là gõ chỉ số từ 0 đến n nhé. Bây giờ chúng ta có thể định nghĩa lại một cái từ điển khác, ví dụ như là viết hoa này chẳng hạn nhé. Từ điển khác mà các cái key của nó là số, được không? Được, hoàn toàn được. Tôi làm thử cho bạn xem nhé. Ta định nghĩa một cái kiểu dữ liệu khác, kiểu dữ liệu từ điển khác mà các cái key của nó là số, tự nhiên là 1, 2 chấm. Ví dụ như tôi làm ngược lại. Tôi làm là người số 2, đúng không? Người số 2 là Bình. Người số 3 là Sơn.
Đấy, như vậy. Mà tôi có thể là viết có thể bất kỳ, có thể là người số 6, người số 6. 2 chấm. Long. À, thì với cái định nghĩa này nhé, thì key key của key từ điển này là 1 2 3 6. Đó. Còn giá trị của key là người thứ nhất là Hà, người thứ hai là hai là Bình, người thứ ba là Sơn, người thứ năm không có, người thứ sáu là Long. Enter. Đó. Thì bây giờ tôi có thể như sau, tôi có thể viết là Dick 1 thì là Hà đúng không? Dick người số 6 là gì? Là Long. Dick tôi tra một cái từ một người khác bất kỳ đi, người 8 này thì không có thì nó là người ở nhỏ đi, số số 4 đi, 4 là không có thì nó báo lỗi. Đó. Như vậy là khi chúng ta viết là như này thì chúng ta có thấy là đích nó cũng là ná giống như là list được chưa? Nhưng nó tổng quát hơn list. List thì chỉ số bắt buộc phải là từ 0 cho đến n, n bằng 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 len của cái dãy đó trừ 1. Còn đích nếu mà chúng ta đặt key của nó là các cái số thì những cái các cái chỉ số của key đó là thoải mái, có thể không liên tục, có thể là rời rạc bất kỳ mà chúng ta mong muốn. Đó. Như tôi cho các bạn một ví dụ khác còn hay hơn nữa nhé. D1 đi. D1. Tôi cho key, key của tôi bây giờ là không phải là một số một mà là hai số. Hai số. Là tuple, nghĩa là 1 1 12 1,2 đây nhé. Ký hiệu là 1,1. Cái này nó là một tuple, là một nó là hai số đúng không? 1,2 đây. 1,2 như là 0 1 1 3 5 6 đúng không? Tiếp theo là 1 3 rồi về là 2. Thì ví dụ cho các bạn xem nhận ra là anh dùng 2 1 một là 0 2 2 2 15 mà tiếp theo là 2 3 đợi tôi một chút tôi làm chữ khó làm một chút thì nó ra 1.2 tiếp theo là gì tiếp theo là 3 1 cho nó đầy đủ thành một cái ma trận luôn này 0 này phẩy này 3 2 nha. 3 2 là 7 này. Và cuối cùng là đây cũng dễ sai lắm. Cuối cùng là 3 3 ví dụ như là 30. Đóng ngoặc nhọn. Đấy, đóng nhọn. Chưa? Enter. Đấy, ôi giời. Bị lỗi chỗ nào đó rồi nhé. Đợi tôi một chút. Có số A thì bị lỗi nên tôi sửa một chút. Nghĩ lại các cái key của đây bỏ cái số A đi, ta mới lỗi không lỗi đấy. Enter này chắc hết lỗi rồi. Rồi như vậy là ta được nghĩa một cái từ điển khác mà các key của nó là các cái chỉ số là 11 12 13 21 22 23 31 32 33 đấy. Thì bây giờ ở đây tôi đã có 9 cái dãy này, cái disk này có 9 số và chúng ta có thể khai thác như này. 1 1 là bao nhiêu? 1 là 1. D1 1 3 là bao nhiêu? 1 3 là 6 đúng không? D1 3 3 bằng 30. Đó. Thì các bạn thấy là bây giờ thấy là với cách làm này thì chúng ta có thể dùng như vậy chúng ta có thể dùng disk dùng 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 từ điển để định nghĩa một cái ma trận một cái mảng hai chiều theo nghĩa mà chúng ta vẫn hay dùng ở trong Pascal này trong hay trong C mà thiếu nào. Đấy, nhé thì mặt là nào đó có thể nó giống như vậy mà chúng ta có thể thay thế cho mảng được về mặt lý thuyết nhưng mà nói chung là thực tế không ai làm như vậy cả nhưng mà để có thể thấy là chúng ta cái cho thấy là cái từ điển nó có ý nghĩa rất là hay là nó có dùng rất là phong phú. Bây giờ chúng ta quay lại nhé, bây giờ chúng ta quay lại cái này, bây giờ chúng ta quay lại cái định nghĩa ban đầu đây thì cái trường hợp này trường hợp là mà hay dùng nhất là thường thường nó là một cái
làm cái một cái bảng thi thật đúng nghĩa, là một cái danh sách lớp, điểm học sinh trong lớp chẳng hạn, hay là thông tin về của học sinh trong lớp học, thông tin về điểm số, thông tin về địa chỉ, thông tin về ngày sinh nam nữ của một học sinh trong lớp học. Đây thì bây giờ là sao, nhưng bây giờ tôi có thể, bây giờ tôi viết là như này. Thì như vậy đây, đây là cái lệnh mà tôi khai thác dữ liệu từ một, lấy ra từ một cái key nhé. Tôi có thể cập nhật tại chỗ luôn, đây tôi có thể viết được như thế này bằng luôn là 6.8 luôn, bằng luôn đó. Thì đây là lệnh, là cập nhật luôn dữ liệu cái value, cái giá trị này vào cái key là hà. Đấy, chúng ta có thể bổ sung luôn, bổ sung thêm key nữa. Đây tôi viết là Sơn, bổ sung thêm bạn Sơn hình như này bằng 10 chẳng hạn, enter. Thì bây giờ ta đến đây là cùng sẽ có cả là Hà này, Bình này, Long, Sơn, thấy không nào. Đó, như vậy chúng ta có thể bổ sung, cập nhật này, bổ sung này. Đấy, và xóa nếu thích. Đen là D Hà thì xóa đi, xóa cái ông người tên là Hà đi, đen như vậy là D, còn lại là Bình, Long, Sơn, bạn thấy không nào. Như vậy nó rất là thoáng trong câu chuyện này, giống cái cách làm này là nó giống hệt như ta truy cập, ta khai thác các cái phần tử của dãy vậy, thì nó cũng dùng ngoặc vuông mà. Cho nên là cái việc khai thác của từ điển có phần nào đó nó hơi giống với dãy. Rồi thì chúng ta đi sâu hơn vào nhé. Đây giả sử chúng ta có cái đây là cái này, nhắc lại, đây là cái thích học sinh trong lớp với các cái giá trị của từng học sinh là gì, là điểm số, rồi đây là điểm trung bình của học sinh đó. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác nhé. Bây giờ chúng ta khai thác như sau. Bây giờ chúng ta kiểm tra này. Bây giờ chúng ta đây. Bây giờ chúng ta dùng lệnh for x in d, kiểm tra xem là cái gì in d, và chúng ta print cái x ra xem là cái gì nhé. Như vậy nó cho phép chúng ta là dùng lệnh for và in ở trên d, ở trên dữ liệu từ điển, enter ra. Enter. Đấy, thì như vậy là khi dùng lệnh for x in d thì hiểu đó là kiểm tra cái khóa ở trên d. Đấy, tôi kiểm tra xem là Bình có nằm ở trên d hay không, trong d hay không, có nên là true, không nên là false. Bây giờ kiểm tra là Hà có nằm ở trong d hay không thì là không. Được chưa? Thế bây giờ tôi làm cái chương trình là ngắn gọn, nhưng làm cái lệnh là để in ra tên của học sinh ở bên trái và điểm ở bên phải, làm như sau. For key in d print p phải d key, thấy không nào. Vậy là for key in d thì đây là key sẽ chạy trên các cái d, các cái chạy trên các cái key của dữ liệu từ điển, còn d key là lấy ra cái giá trị của cái key đó của chúng ta. Ở đây là các cái điểm số của học sinh. Như vậy là ta đây trên mỗi một hàng là ghi là in ra là tên học sinh và điểm của học sinh. Đây enter in ra như thế này đó, thấy không nào. Nhưng mà cách chúng ta lấy ra nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng xem lại, chúng ta sẽ quan sát hai cái hàm mà hay dùng của là cái hàm key và hàm value. Hàm value thì tôi muốn nhắc lại. Hai cái hàm này là cái hàm là gì? Hai phương thức để lấy phần lấy key ra riêng và lấy value ra riêng cho cái d. Dụ d nhé, d đây này, d bản thân nó làm dãy các cái cặp, chứ nó bản thân nó không phải là list, nó là dạng tự từ điển. Nhưng mà d chấm tôi dùng cái hàm key như này này, thì nó trả lại là một dãy đây này, nó trả lại là một dãy các cái key như là dạng như là một list. Tương tự ta có là d chấm value như thế này nhé, thì nó sẽ trả lại là các cái giá trị đó.
Thấy không? Vậy là cái đây là cái hàm như tôi có viết là for v in d chấm value print v ra, thì nó sẽ in ra các cái điểm số của học sinh. Được chưa? Còn bây tôi nó mô tả thêm cái hàm nữa là hàm item, một cái hàm mà cũng hay dùng. Cái hàm item là cái hàm mà như sau, là cái hàm sẽ lấy ra d.item, nó lấy ra cả cặp luôn, cả key và cả giá trị của key, cả value luôn, cả giá trị luôn nhé. Mà trong ngoặc nhọn này, ngoặc vuông này, như là dãy đấy. Tôi có thể viết như sau, tôi có thể viết là for key phẩy value van in d chấm item đó, và print print key phẩy van ra ngoài như này, như này đó, in đây, được chưa? Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm một tập nhỏ nhỏ nhé. Bây giờ chúng ta làm bài tập mà đơn giản là cho trước một cái dữ liệu là một cái từ điển, là một kiểu giữa từ điển, nhưng mà không phải chỉ có điểm học sinh, mà cho mà khi mà cho mỗi học sinh thì cho thêm biết thêm dữ liệu là nó là lớp nào này, điểm trung bình là bao nhiêu này, và số điện thoại nó là bao nhiêu. Ba cái giá trị đó, ba chỉ nằm trong một cái list, và chúng ta sẽ lập trình để in ra sách lớp lớp học sách lớp học lớp đó gồm có học sinh này, lớp này, điểm số và gì nhỉ, và số điện thoại theo đúng ý nghĩa đó. Bây giờ làm viết chương trình ngắn nhé, ngắn vào đây để chúng ta hình dung. Rồi hôm nay là buổi thứ 9, được chưa? Rồi tôi làm cái chương trình ngắn ngắn để là chúng ta sẽ tạo cái từ điển, tạo cái từ điển và in 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 kết quả theo 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 ý muốn của chúng ta. Một cái từ điển phức tạp một chút nhé, vì tôi lưu ra cái file này, tôi lưu ra để tôi nhớ lại. Hôm nay là chúng ta đây, hôm nay là buổi thứ 9 đúng không? D 9 nha. Là hôm nay đây là bài thứ nhất. Đây, giả sử nhé, chúng ta cho dữ liệu từ điển gồm có các thông tin như thế này. Ví dụ nhé, tên. Chúng ta viết là viết ngắn cho đường. Đó là giá trị. À, giá trị ở đây là nhiều giá trị. Đây, tôi viết gì này? Gồm có này. 10A này, là học sinh lớp 10A này, điểm số là 8.7 này, và cái con số thứ ba là như ví dụ như là số mà số điện thoại 09. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy là sâu. Là người thứ nhất nhé. Đấy. Người thứ hai này. Người thứ hai. Đâu rồi? Người thứ hai đây. Người thứ hai là Bình. Hai chấm. Giá trị là cả một dãy nhé. Ví dụ như là ông cũng này là học lớp 10B. Điểm số là 9.6. Số điện thoại. Đại khái đấy nhé. Và đóng cái này lại. Người số 3. Người số 3 là Long, ví dụ thế, hai chấm, học lớp mà 12A, phải, sau đó điểm số là 7.8, sau đó số điện thoại 090, đấy. Thống nháy, đấy, được chưa? Ta lấy ví dụ như vậy.
Bây chúng ta sẽ in ra, rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ in ra. Được chưa? In ra thì in ra là cho nó phức tạp một chút mà, in ra, nhưng mà đây là tên này, đây là key này, đây là lớp này, đây là điểm số này, đây là số điện thoại này nhé. Rồi, chúng ta làm như sau này. Chúng ta phải phân loại nó ra nhé. Bây giờ chúng ta làm for đây à, có thể dùng cái gì cũng được, ta có nhiều cách làm bài này mà. Đây là một cách nhé, một cách là tôi chạy trên key, xong từ mỗi key đó tôi lại chạy theo các cái phần tử của key cũng được, hoặc là chạy luôn cũng được, chạy luôn mà dùng cái phương thức item cũng được, thì chúng ta lựa chọn nhé. Đây vì thế nào cho tiện thì tùy nhé. Đây tôi for sửa for này đi, for key in day. Được chưa? Xong bây giờ sẽ là gì? Tôi sẽ phải print key ra trước, đúng không? Key ra trước nhé. Sau đó là end chìa vào hàng ngang như thế này. Đó là phần tiếp theo là for, đúng không? Đây này. For lớp. À, không phải thế mà là gì? Là không phải là print luôn chứ, đúng không? Thế nào cho tiện nhỉ? Lớp đi. Lớp này. Gắn luôn. Lớp này. Điểm này. Điện thoại này. Bằng này. Bằng D. Key. Em ăn không nhỉ? Chắc là ăn đúng không? Vì Deki nó là một dãy mà, thì viết thế này là máy có hiểu, máy là máy hiểu đấy, vì Deki nó là một dãy cho nên là nó nên viết thế này là máy hiểu. Và tôi print tiếp là key, tôi tiến tiếp là gì, là lớp chứ, lớp điểm điện thoại ra. Đó là ở đây là sẽ là súng dòng đó, được chưa? Thế thôi, tôi chạy thử nhé, xem nó ăn nghĩ là nó sẽ đúng. In ra này, A này, 10A này, 8.7 này. Đây là tôi chưa căn nhé, tôi chưa căn chỉnh. Còn nếu căn chỉnh các bạn sẽ phải coi như làm bài tập về nhà, là đưa tất cả cái này vào một cái F string chẳng hạn để chúng ta căn chỉnh cho thẳng hàng. Đó. Thì như vậy đây là cách làm mà dùng key. Ta dùng đầu tiên dùng key in d như này thôi, còn cách mà tôi mô tả cách thứ hai là chúng ta sẽ gộp lại là một luôn cũng được, gộp lại là một luôn nhé. Thì chúng ta làm như thế này, chúng ta biết tôi ghi cái bài này ra CVS sang bài số 2 để tôi làm thử cho các bạn mô tả cái lệnh số thứ hai là không dùng lệnh này, là làm dùng lệnh như sau nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta dùng lệnh là for key phẩy val in d chấm item như thế này. Rồi. Sau đó ở đây chúng ta sẽ làm tiếp tục như sau. Cái van này chính là cái này, chúng ta sẽ dùng cái này. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Đây mà chúng ta đây là dùng chính là van luôn nhá, van. Van và in ra luôn là vừa gì? In ra luôn là vừa key, lớp, điểm nhá. Ở đây không phải là key mà dùng ngay là tên luôn, họ tên luôn đó, họ tên. Và bây giờ tôi không dùng print, tôi dùng làm luôn cái này, tôi dùng luôn cái này là f nhé, f dùng luôn, f string luôn nhé. F này là họ tên, thế nào như lại họ tên này, họ tên căn trái là 15, đúng không? Căn trái là 15. Sau đó là gì? Sau đó là lớp căn giữa đi. Lớp căn giữa là 5 đi.
sau đó là điểm. Điểm. Điểm là 5.2F. Độ dài là 5. Điểm. Sau nữa là cuối cùng là điện thoại. Điện thoại thì là cần phải, cần phải đi, cần phải là 15 nữa. Đấy, và ta đóng nháy ở đây. Ta nhớ lại cái khai thác hôm trước ấy, đúng không? Đây là cái vì đây là họ tên này, lớp, điểm, điện thoại là ra đây rồi, họ tên chính là cái biến nhớ để mô tả cái họ tên ở đây nhé. Lớp là ở trên này, điểm là ở đây, điện thoại là ở đây. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là mình chạy thử nhá. Xem nó có ăn không nào. Xem có lỗi gì không nhá. Chắc là xăm nhỉ. Van chứ. Đấy, ít ra này Hà này. Sau đó là lớp này, sau đó là điểm này, sau đó là điện thoại. Điện thoại là căn phải. Còn đây là cái điểm số này. Đấy, như vậy là chính xác rồi. Đó. Như vậy là vừa kết hợp cái bài này kết hợp và làm bài hôm trước. Bạn có nhớ chính xác không? Đó. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Như vậy là cách chúng ta khai thác nhắc lại là đối với từ điển thì chúng ta sẽ có ba hàm rất quan trọng. Một cái hàm là hàm key, là lấy các key ra để chúng ta khai thác. Hàm thứ hai là hàm value, để lấy value ra để khai thác. Và hàm thứ ba là hàm là item, là lấy ra cả hai, cả key, cả value ra để khai thác. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài tập nữa nhé. Thì bài tập như này này, bây giờ chúng ta sẽ bài tập như sau này. Chúng ta sẽ viết chương trình là nhập từ bàn phím họ tên học sinh và điểm, xong cập nhật vào một từ điển. Nếu chúng ta mà đầu tiên là cho trước cái từ điển của chúng ta là từ điển là rỗng, xong phần mềm sẽ liên tục đưa ra cái thông tin là yêu cầu là nhập tên học sinh, nhập điểm và cập nhật vào một từ điển. Từ đó nó gồm có hai cái gồm có một trong một key thôi là họ tên, key thứ hai là điểm đã nhập vào. Nếu mà chúng ta nhập vào một cái tên người mà là mới thì máy báo là đã tạo mới một người ở trong lớp. Còn nếu chúng ta mà nhập một tên học sinh đã có sẵn ở trong máy tính rồi, trong từ điển rồi, thì máy báo là đã cập nhật học sinh này ở, đã cập nhật điểm học sinh. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta nhắc lại nhé, bài toán của chúng ta nhé. Nhắc lại cái một cái bài tập là như sau. Bài tập này ký hiệu là bài tập 3 nhé. Bài tập 3 trong sách tôi có bài tập đấy. Là chúng ta sẽ mà liên tục là nhập từ bàn phím tên học sinh và cộng với điểm số, nhập riêng rẽ đi cho nó dễ nhé. Sau đó là cứ nhập vào thì máy báo luôn là thông báo một trong hai dạng, một là đã tạo điểm cho học sinh mới, hai là đã cập nhật học sinh điểm học sinh cũ. Nếu mà học sinh đã có rồi thì là cập nhật lại. Lần trước là nhập là Hà là 9 điểm, lần thứ hai nhập là Hà là 7 điểm thì máy cập nhật cái điểm 7 này và thay điểm 9 thì máy báo là đã cập nhật điểm của bạn Hà. Còn nếu ta nhập người mới là Bình, máy báo là đã tạo người mới. Được chưa? Thì như vậy chúng ta luôn là có thể vừa cập nhật vừa tạo thêm và cứ liên tục như vậy nhé. Tiếp tục như vậy cho đến khi mà thôi được, ta cứ làm coi như là nhập như thế là 10 lần đi cho nên tạm thời nhé. Còn chúng ta chưa học được cái lệnh là làm rồi mà ta không cần học là nhập chữ khi nào mà ta dừng lại thì thôi, khi nào ta nhập là rỗng thì thôi, thì thế cũng được, cái làm đó cũng được.
Rồi, vậy chúng ta làm thử nhé. Nhưng mà rỗng thì thầy dừng lại thì cũng được. Thì thầy làm thế đi cho nó hay nhé. Thì chúng ta mà nhấn Enter thì là rỗng. Mà khi ta nhập tên người là Enter là rỗng thì máy dừng lại. Được chưa? Đó, thì cũng được. Rồi, thì chúng ta làm này. À, chúng ta đầu tiên chúng ta tạo một cái lệnh mà tạo cái điểm rỗng là gì? Đấy, là lệnh này nhé. Tạo điểm rỗng là lệnh này. Tôi chưa nói, quên mất chưa nói là cái lệnh này. Chứ không được dùng cái lệnh, không được dùng cái lệnh là như này, không được dùng cái lệnh là d bằng là như này nhé. Lệnh này là lệnh là mô tả một tập hợp rỗng thì đến buổi sau sẽ học, còn là từ điển rỗng thì ta nhập lệnh đích như thế này. Đây là một điển rỗng, từ điển rỗng. Đây là nó làm điển rỗng này đó. Còn khi chúng ta nhập là s thì bằng như thế này này thì nó là thì s thì nó không phải là S giống hệt nhau đúng không? D cũng là thế này. S là nhưng mà cái kiểu của S thì là kiểu tập hợp. À, vẫn là đích à? Đó. Đích nha, D đây này, S là đích, S. Sao nhỉ? Là đích à? À, thì nhầm, e tôi cầm chạm đi. Lệnh set này thì mới là đến lệnh lệnh set này thì nó mới là tập hợp, xin lỗi xin lỗi, đúng rồi. À, như vậy là gõ là D vẫn thể vẫn 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 ăn vẫn cái này vẫn ăn nhé, vẫn ăn time để cứ nhầm một chút, kiểm tra một chút, đúng rồi, vẫn là đích nhé. Như vậy ở đây chúng ta có thể dùng là lệnh đích hoặc là dùng lệnh game được, chúng ta có thể dùng lệnh này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhỉ? Chúng ta sẽ liên tục cập nhật từ bàn phím họ tên người và điểm, đúng không? Họ tên có thể là một số ký tự, sau đó nhập điểm liên tục như vậy. Cho đến khi nào mà nhập họ tên là rỗng thì dừng lại. Được chưa? Rồi, thì mình chúng ta làm như này nhé. Chúng ta dùng loại là while true, coi như là một cái vòng lặp liên tục đúng không? Rồi. Rồi. Chúng ta làm như chúng ta liên tục nhập cho đến khi nào mà cái họ tên nó là rỗng thì thôi nhá. Chúng ta nhập này họ tên này bằng này input, chúng ta nhập riêng rẽ từng người một nhé, nhập họ tên học sinh và đây chúng ta thông báo luôn. Chúng ta kiểm tra luôn nếu mà nó là rỗng thì chúng ta dừng lại luôn. Đây nhé, đây là if này. If mà rỗng thì là gì nhỉ? Có nhiều cách làm if mà có thể là if not họ tên, vì chúng ta trước ta nói rồi là cái đối với sâu là sâu rỗng thì nó là false. Còn còn sâu mà không rỗng thì nó là true. Như vậy là if not họ tên là hiểu đây là sâu rỗng nhé, hoặc là chúng ta để như này, hoặc là if họ tên cũng được. If họ tên bằng sâu rỗng này cũng được. Nhá. Thì ta break ra ngoài, thoát ra nhé. Đấy. Thoát ra còn else else ta sẽ nhập tiếp đúng không? Ta nhập là điểm 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 bằng float input này điểm vào điểm nhập điểm nhập điểm học sinh này nhé. Nhập xong rồi thì sao? Đây ta bị hiểu đây là nhập đúng rồi. Khi nhập xong rồi thì chúng ta sẽ gán thôi. Đây chúng ta gán như sau này. D là kiểm tra nhé. If này, khi nhập xong này, if này họ tên in D thì làm gì nhé? In D thì thông báo nhé, thì thông báo là thì print ra ngoài, thì print ra ngoài. Cập nhật. Đã cập nhật điểm học sinh họ tên. Còn else là print ra.
nhưng mà cái họ tên là chưa có trong đây thì ta tạo mới, thì nó sẽ in là gì, nó sẽ in là đã tạo mới, đã tạo mới học sinh họ tên. Đó. Cái này là không có dấu. Được chưa? Được chưa? Cập nhật này. Chúng ta dùng lại là D. Họ tên bằng điểm. Đây chứ lệnh cập nhật đấy. Là lệnh này này. Lệnh D họ tên cập nhật. Thì lệnh này làm như sau. Nếu mà họ tên mà là chưa có ở trong key thì nó sẽ tạo ra key mới. Còn họ tên mà có trong họ trong key rồi thì nó sẽ cập nhật cái điểm này. Được chưa? Đấy, như vậy đây là cái lệnh mà và khi là khi thoát ra khỏi cái là break là coi như là ta nhập xong. Được chưa? Thôi vậy là cơ sở báo lên là đã nhập xong. Green đã nhập xong. Đã nhập xong. Và in ra. Và in ra điểm. For họ tên. Họ tên điểm. In d.value. Đấy, lấy ra họ tên và điểm. Sau đó là print. Green họ tên điểm. Đó, được chưa? Cái này là phải cách dòng này. Đấy, mà ghi dung được chưa nhé. Nhắc lại này, nhắc lại cái lệnh này này. Đây là B3 này. B3 nhá. Đã nhập xong, chỗ này thiếu dấu này. Đấy, họ tên đây nhá. D bằng rỗng này, họ tên này, D bằng input nhập họ tên học sinh này. Nếu bằng rỗng thì thoát luôn ra, thoát ra và thoát từ dưới này. Còn nếu mà khác rỗng thì làm tiếp tục. Sẽ là nhập điểm và đưa cái họ tên này và đưa họ tên này vào từ điển. Trước khi đó là kiểm tra xem nó nằm trong, thì có nằm trong D hay không. Nếu nằm trong D rồi thì báo là đã cập nhật điểm. Còn nếu mà chưa nằm trong D thì ta hiểu là nhập mới đã tạo mới học sinh ở đây. Đấy, chúng ta hay một cái bài tập đơn giản thôi. Ta làm thử, chạy thử nhá. Đây. Nhìn đâu? À, ví dụ như là Hà điểm số như là 10. Người thứ hai thì đã tạo mới học sinh Hà. Bình điểm số là 9.6. Đã tạo mới học sinh Bình. Người thứ hai lại gõ Hà nữa. Xong nhập là 8 thì máy báo là đã cập nhật điểm với Hà. Cập nhật nhé, không phải là mới. Người thứ ba là Sơn. Điểm số là 8. Người thứ tư là Long. Điểm số là 9.6. Enter. Đã nhập xong. Ôi nó còn sinh ra cái lỗi gì đây? Đã nhập xong, cái này bị lỗi này. Thực ra lỗi gì nhá? Sao cái này không được nhỉ? Đến từ đâm chút xem nó có chỗ sai như nào nhé. Có một chỗ bị sai chỗ này. Chứ nó không in ra được cái danh sách lớp ở đây. Quay lại đâm chút nhé. À. Từ từ một chút. Để xem sai như nào. Để tìm tí nhé. Tôi thử dập vào người đầu tiên này. À.
10 này. Vẫn bị cái lỗi đó đúng không? À xin lỗi, đây không phải value. Đấy là item. Đấy, nhưng cứ không để ý là lỗi. Rồi. Để hết lỗi rồi đấy. Không phải là chỗ đây không phải là value mà đây là item nhá. Rồi làm lại này. Chậm tí thôi. À ha này. 10 này. Bình này, 9 này. Long này. 8 này, 9 này. Bây giờ thử một người loại này, à lặp lại này. À lặp lại là 7 này thì máy báo là đã cập nhật điểm suy của Hà, enter. Đấy, may ra đúng là Hà 7, Bình 9. Tôi nhầm chỗ này nhé, tôi nhầm chỗ này, tôi biết là value đúng là phải là item nhá, item. Là lấy ra item lấy ra từng phần tử một cả cả key và cả value. Còn nếu mà value chỉ lấy ra ấy thôi, chỉ lấy ra các giá trị thôi. Như vậy bài này là đây là đúng nhá. Đó thì đó là cái mà tôi nói là sơ qua đầu ban đầu là cách chúng ta tạo ra một cái từ điển. Và nó chỉ cũng nó là một dãy những cái khóa và giá trị cách nhau bởi dấu cách, cách nhau bởi dấu hai chấm, và chúng ta có thể lấy ra theo các cách là lấy ra theo key, lấy ra theo theo value và lấy ra theo cả hai. Thì cái khi chúng ta dùng lại là for key in d thì lại này nó tương đương với là for k in d chấm key như này, tương đương hai cái này là tương đương đó nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xoắn tiếp một số những cái lệnh nữa của sau là tôi đây là gồm có lệnh key này, lệnh value, sau đó là hai lệnh vẫn là hai lệnh chính thôi. Bây giờ chúng ta sang tiếp theo là hai lệnh nữa là lệnh update và lệnh get. Lệnh update là cái lệnh gì? Là cái lệnh là bổ sung một cái từ điển này vào một từ điển khác. Có thế thôi. D của tôi là như thế này nhé. Đây tôi rỗng mất rồi. Để tôi tìm lại cái D của tôi nhá. Đây bắt đầu. Đỡ phải nhầm. Đây nhá. D ban đầu lên nhá. D này bằng này. Vậy là bình 8 và bình là 8.6, long 10 và sơn là 10. Đó, đây là như này nhé. Bây giờ tôi sửa từ D1 là một cái danh sách khác, một cái từ điển khác. Đấy, ví dụ như là Hà 8 đúng không? Thứ hai là Lan 6. Vũ thể trùng, sơn để chung. Yeah. Khi đó thì cái lệnh là d update d2 d1 update d1 nó sẽ cập nhật cái từ điển d1 vào d2 vào d2 à, vào d và d nó sẽ mở rộng ra như này. Đây nó cả bình, cả long, cả sơn, cả hà, cả lan. Trong khi đó thì cái sơn này, sơn là ở cái đầu là 10, cái hai là 7, nhưng cập nhật vào nó thành là 7. Gọi là nối hai cái từ điển lại với nhau. Trong một từ điển thì các key phải là bắt buộc phải khác nhau từ điển một, không cho phép là hai key là giống nhau. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sang một lệnh nữa rất quan trọng là cái lệnh get. Đó, lệnh get là lệnh quan trọng. Lệnh get là lệnh như sau, lệnh get là lệnh như này, lệnh là get là lệnh là lấy ra một cái giá trị của một cái key của d mà trả lại thành cái hàm và hàm get nhé. Lấy dụ là get này. Này thì nó sẽ trả lại giá trị là cái value của cái key là hà, được chưa? Thế bây giờ tôi chấm, bây giờ tôi get một cái giá trị mà nó không có ở trong. Ví dụ như này, Hồng là một cái tên lạ hoắc không có ở trong lớp, thì máy sẽ báo như nào? Máy sẽ
trả lại cái gì? Trả lại là năn, không trả lại cái gì cả. Đây, máy trả lại là không trả lại cái gì cả. Máy trả lại, tôi biết là x gì bằng nhé, bây giờ là nhầm x gì này, x gì bằng d get người tên là Hoắc đúng không? X gì là gì? Time của x gì? Năn thai. Nó không trả lại cái gì cả. Đó, thì đó là cái mà chúng ta mà cái này cái lệnh rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa của cái lệnh get này, và ta sẽ có ứng dụng rất là hay. Thì cái lệnh d này, cái lệnh mà get này, thì chúng ta sẽ thêm một giá trị bên cạnh nữa là không chẳng hạn. Thì nó là cái gì? Đấy, thì nếu mà ở cạnh cái get có hai cái tham số, tham số nhất là key, tham số thứ hai là cái giá trị mặc định. Nếu mà tham số nhất mà key không có ở trong điền thì nó trả lại giá trị bên cạnh. Đây, d.get get không. Đấy, thì nó sẽ thế. Nhưng mà chúng ta có thể tổng quát là cái hàm mà chúng ta có thể chọn làm cái hàm như này, hàm get key đúng không? Có thể đấy là -1 chẳng hạn, thì máy thì hàm này sẽ trả lại giá trị của key nếu có, và trả lại -1 nếu mà key không có ở trong cái điểm. Thì như vậy cái hàm này là hàm rất là hay, hàm này này hàm rất hay, được chưa? Đó, và chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta làm bài lúc nãy đấy. Bài hôm nay chúng ta kiểm tra xem một cái người có nằm ở trong sách của lớp không, thì ta dùng cái hàm get này ta chỉ thể tính được, có thể biết được là một cái phần tử nào đó có nằm ở trong key của một cái từ điển hay không, hay là một từ đó có sẵn ở trong từ điển hay không. Đó, thì ta dùng cái hàm key như thế này, được chưa? Đấy. Rồi, thế thì chúng ta cùng nhau làm một số cái bài tập nhá. Một số cái bài tập đây, thì chúng ta cùng nhau làm lại một cái bài tập lúc nãy nhá. Để chúng ta làm cái bài tập này, chúng ta cho trước một cái từ điển nhá. Tôi lấy ra điển dài ra nhé. Sau đó tôi sẽ làm cái phần mềm tra cứu, tôi nhập một tên người thì máy thông báo là điểm của học sinh đó. Nhưng mà nhập người mà không có thì máy báo là học sinh này không có ở trong lớp. Này, để tôi lấy cái hàm này nhé, cho nên lấy cái này sẵn đi. Được chưa? Cho trước một kia, tôi làm cái bài mẫu cho trước, làm cái new một cái bài đơn giản là cái bài là tìm kiếm tra cứu điểm. Điểm học sinh trong lớp, đúng không? Trong lớp. Đấy. Trước một cái từ điển điểm học sinh như thế này. Đấy, học sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình là tra cứu nhập tên học sinh. Nếu mà học sinh đó mà có ở trong trong lớp thì thông báo là như thế, còn không có thì thông báo như thế nào. Đấy, thì chúng ta làm nhé. Cái điểm học sinh là điểm là trích lớn mà không rồi, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ làm chúng ta viết cái tên, chúng ta sẽ viết một cái hàm là input. Bài này rất đơn giản. Bài này tôi ghi lại là bài số B4. Rất đơn giản thôi. Chúng ta nhập từ bàn phím một cái tên người, nhập tên học sinh cần tra cứu điểm. Được. Sau tôi viết là một cái hàm là điểm, chẳng hạn điểm nó sẽ bằng là d get. Đấy, get nhá, tên và -1, được chưa? Thì như vậy là nếu mà điểm lớn nó bằng 0 thì là đúng là điểm, còn nếu mà điểm bằng -1 thì là học sinh đó không có ở trong đấy. Như vậy là
If điểm lớn hơn nó bằng 0 thì thông báo là print điểm của học sinh này là điểm ngược lại else, hay là if được là else print. Xin này không có trong danh sách. Các bài đã giảng như vậy thôi nhé. Thì ta có thể dùng hàm khác cũng được, mà đây ta dùng cái hàm get để mà ta làm cái bài tập mẫu như này. Đây, ta làm thử nhé. Giờ nhập là Hà thì máy báo là gì? Máy báo là 8. Bây giờ tôi nhập người khác đi. Nhập một người tên là Sơn có, Hà có, đúng không? À, Quang đi, Quang. Máy báo này học sinh này không có trong danh sách. Còn đây là bài số 4 nhé. Mức độ rất là đơn giản, được chưa? Đấy. Rồi. Gần hết rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ hồi trước thì tôi sẽ làm sang một cái bài tập khác đi. Phần này là phần cái chương này nó ngắn, không không qua. Rồi tôi sẽ làm luôn sang cái bài tập chính của buổi hôm nay nhé. Là chúng ta làm cái bài tập là cái sau này, cho trước một cái dãy, một cái câu văn dài bằng tiếng Anh đi, bằng tiếng Việt cũng được, và chúng ta sẽ làm chương trình là đếm xem một cái từ này là xuyên bao nhiêu lần ở trong cái đoạn văn đó, được chưa? Đó chính là cái bài mà ta tính. Bây giờ ta cho trước văn bản, thấy trong phần mềm nào là nó đếm được bao nhiêu từ đấy, đếm bao nhiêu từ và nó kiểm tra xem là mẫu từ nhưng mà xuyên bao nhiêu lần. Chúng ta làm một tập đó nhé. Đây chính là cái bài phần ở trong sách khoa, trong sách tôi đã viết rồi. Bây giờ tôi làm một tập đó, tôi giải như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập bài số 5, cái bài rất quan trọng. Đây là bài tập chính của buổi hôm nay đấy, chương trình chính. À, bài này mà chúng ta dùng mà chúng ta xử lý bằng sâu, chúng ta tính ra từng từng từ đưa vào dãy cũng được. Nhưng mà ta thấy làm bằng từ điển rất là nhanh, nó cực kỳ nhanh luôn và nó rất là đơn giản. Chúng ta làm như ta vừa thấy xong nó cũng rất là hay, được chưa? Dùng kia mà đây nha. Để tôi xem lại cái bài tập của chúng ta là như thế nào nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Đây là cái bài tập chính này. Chúng ta là cho trước bài tập, cho trước một văn bản, một đoạn văn bản. Sau đó là tính tần suất đúng không? Tần suất là từ Anh, từ x gì là s gì nhỉ? Tần suất xuất hiện từng từ của từng từ, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ phải tìm một cái đoạn văn bản dài bằng tiếng Anh. Để chơi, bây giờ tôi sẽ tra cứu nhé. Tôi lên mạng, tôi vào cái Wikipedia, tôi tra cứu một từ gì đó đi. Wiki đâu rồi? Wikipedia.org. Ôi, toàn tiếng Việt kìa, tiếng Anh đâu rồi? Thôi, để tôi tìm một từ đi. Tìm ví dụ như từ là data chẳng hạn. Được một từ tiếng Anh nhé. Dài quá.
Tôi ra cứu. Data. Đây là data đây rồi. Thì tôi sẽ tìm một cái đoạn văn tiệm bàn bản tiếng Anh nhé, để dài dài một tí nhé. Mà để tôi một chút, tôi làm một tí nhanh lắm, không có gì đâu. Như tôi mở cái file uộc ra, tôi sẽ uộc đâu rồi. Tôi tách thành cái, tôi bỏ đây những cái từ nó lạ lạ đã. Không nó đây. Tôi bỏ đi những cái như là dấu đóng ngoặc, mở ngoặc tôi không cần nữa. Số 2 này, bỏ đi những cái dấu chấm bỏ đi này. Chấm dấu phẩy, cái để lại cũng được mà bỏ đi. Được, để bỏ đi những cái như là dấu ngoặc. Rồi. Ủa dung ngọc bị nhiều quá nhỉ. Thôi được, các bạn đợi đợi một chút nhé. Tôi làm mà chịu khó làm một tí nữa. Tôi ra làm con bún. Con châu hát rồi. Sao? Thầy dùng con châu hát rồi thay một loạt bỏ dấu chấm, dấu ngoặc kép. Ngại lắm. Để lại không sao, để lại một chút không sao. Dấu chấm, hờ kệ nhé. Cũng chẳng sao cả. Thật ra càng, càng hay thôi mà. Rồi. Post analysis. Bỏ đi nhìn này. Rồi. Nhưng mà đây là một cái câu văn dài đúng không? Câu văn dài và tôi đưa vào chương trình của tôi nhá. Tôi cho tôi viết một cái S gì. Thì nếu muốn tạo câu văn dài tôi viết là như này. Ba cái dấu giống như này. Nó sẽ... Tôi tha hồ tôi xuống dòng thoải mái. Nó không ảnh hưởng gì cả nhá. Xuống dòng... Ở đây là câu khảo số 1 đây này. Dấu phẩy để đọc không sao, là không sao. Thành một từ là từ dấu phẩy thôi, không có gì cả. Nó không ảnh hưởng lắm nhưng mà được. Được chưa? Đấy. Vấn đề là tôi kiểm tra xem trong cái chữ đề của tôi thì tôi kiểm tra xem mỗi một từ như vậy nó xuất hiện bao nhiêu lần. Đấy, mà tôi có thể tính toán được và đây là cái bài. Để thấy là cái bài này chúng ta dùng mà bình thường ấy, chúng ta dùng nhất về sâu tôi học từ trước đây rồi tôi vẫn làm được, mà dùng từ điển cực kỳ nhanh, dùng từ điển thì làm rất là nhanh và rất là gọn nhẹ nhé. Thế dài thế đấy, xong rồi đấy à, vẫn chưa hết à. Ủa. Quá dài nhé. Không sao, mà chúng ta hôm nay chúng ta thoải mái thời gian, không sợ. Rồi chúng ta sắp xong rồi đấy. Dưới hoặc là phải xóa đi. Sao bị thế này nhỉ? Rồi. Đấy. Kết thúc bằng ba dấu nháy nhé. Thì cái sâu của chúng ta là để trong tha hồ, để trong ở bên trên này kiểm tra xem con trên này có cái dấu nào thừa nữa không. Chắc không không bị thừa đâu. Đây con số 3 đến này. Vẫn chưa hết. Dấu chấm này. Ôi, còn nhiều quá. Cứ cái bài này dài quá. Từ đã hết rồi.
càng dài càng hay, ta dữ liệu của nó ta mới thấy nó hay nhé. Đấy, hết rồi đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ là lập trình nhé. Trên đơn giản thôi là như sau, chúng ta sẽ đây là action này. Chúng ta sẽ mà chuyển chuyển cái action này vào một cái dãy split các cái từ. Tức là mỗi một từ của nó là đưa vào một cái dãy. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đẩy từng từ một của A vào một cái từ điển. Vào một cái từ điển. Đây, tôi để một điển rộng nhé. Tôi để một điểm rỗng như này, và với một cái từ của A tôi đưa vào từ điển nhé. Thế tôi đưa vào như thế nào? Đây đây này, rất là hay nhé. Còn chú ý là lập từ chú ý này, cho cái từ này là chạy dọc theo A. Ở đây A là gì? A là dãy các cái từ, mỗi từ như vậy là lấy ra từ cái sâu SC là bạn vào chúng ta đây. Văn bản của chúng ta đây nhé, đây này, văn bản đây này, đó. Đúng ra tôi phải, thực ra tôi phải xóa nốt cả những cái từ, cái chữ in hoa, chữ in thường tôi bỏ đi, nhưng mà thôi, đây tôi không, còn quá nhiều dấu phẩy, tôi kiểm tra, non profit tôi để đi, được chưa? Còn không nào? À, còn một dấu nháy ở đây nữa, bỏ nốt đi. Rồi, xong rồi đấy. Nè. Bây giờ ta cho V kép cho chạy dọc theo A, ta chạy dọc theo cái tất cả các từ của cái số S này nhé. Đấy, và tôi cập nhật vào cái từ điển. Đây. Đây này, V kép đúng không nào? Tôi cập nhật vào từ điển. Nếu mà cái show này mà có ở trong từ điển rồi, từ phía trước rồi, thì ta cộng thêm một vào. Đây, tôi dùng lệnh get. Get là gì? Đây này. Ở đây nhân, nếu mà cái show này mà cái từ này mà có ở trong D trước đó rồi nhá, thì ta lấy cái giá trị của nó ra, ta cộng là một, thì như vậy là suy ra là cái đây chính là cái số lần lặp của gặp của từ này ở trong cái show, trong show A nhé. Như vậy là nếu mà cái V kép này nằm ở trong D rồi, thì hàm ghét là lấy ra là chính là hàm ghét lấy ra là cái giá trị trước đó, và ta cộng thêm một là chính là như vậy. Suy ra đây là cái D chính là cái lệnh mà là tăng cái số lần là gặp của V kép ở trong D, nghĩa là số lần là gặp của D ở trong V kép trong D. Giả sử trước đó là chưa có, đây giả sử đây là lần đầu tiên mà V kép nằm ở mà gặp ở trong D, thì cái hàm viết này nó trả lại chị là năm đó. Thì bây giờ tôi muốn là phải đặt giá trị nó vào không cơ, thì tôi làm như sau, tôi để không. Như vậy là nếu mà tại vị trí này mà V kép chưa nằm trong D, thì hàm này trả lại chị là không, suy ra là cộng một thì nó là sẽ là một. Vậy nhưng mà đây chính là cái lệnh mà chúng ta tính ra được cái gì, tính được ra cái value của các cái từ khóa đó, là chính là số lần lặp của từ khóa đó trong số SC. Hiện biệt chúng ta có thể làm như sau, chúng ta sẽ in ra for vkf in d, chúng ta in ra print vkf và D V kép ra. Cái bài này rất là hay vì nó rất đơn giản. Đó, bây giờ ta sẽ ghi lại nhé. Ghi lại bài này là bài số 5. Bài số 5. Bài số 5 là bài quan trọng của chúng ta hôm nay đấy nhé. Đấy. Để các bạn có dùng không, biết tôi chạy thử nhé, xem nó ra không nào. Nhấn in ra này. Nhấn in ra nhé. Nhấn in ra đi không nào. Tất cả đều hầu như là data là 5 lần này, A là 9 lần này. Cái từ này là một lần này, từ O là 12 lần này. Đó, từ O là 12 lần. Thấy không nào? Đấy. Liệt kê ra tất cả những cái các từ đã gặp ở trong cái đa số là các từ gặp một lần, từ ít là 2 lần này, từ ken là một lần này. Đó. Còn có một số từ là ví dụ từ rate 3 lần nhé. Đó. Như vậy ta thấy đây là cái bài mà liệt kê ra các cái từ ở trong D nha.
Rồi thế bây giờ tôi sẽ dừng lại bài này một chút. Tôi sẽ muốn bây giờ bài này chúng ta bây giờ tôi muốn in ra là theo thứ tự tăng dần của value thì làm thế nào. Đấy nhá, cái bài này là khi chúng ta quay lại cái này, chúng ta dừng lại bài này đây nhé. Chúng ta quay lại bài này. Đây, chúng ta dùng lại bài này. Đây. Đây nhé. Bây giờ chúng ta nhớ lại là trong Python nó có cái hàm là hàm sorted, là cái hàm tự động mà là sắp xếp một cái dãy số hoặc là sâu theo thứ tăng dần. Đấy, cái hàm này là hàm như vậy. Thì tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ tôi muốn in ra cái dãy này theo thứ tự tăng của tên thì là như sau. For key hay là for tên in sorted, cái hàm này là hàm là nó là key cái hàm sorted là cái hàm là nó sắp xếp lại một cái dãy này là một dữ liệu kiểu tuần tự đấy. Như vậy là khi tôi lấy là d key là tôi lấy ra là nó sẽ cái key rồi cho nó sắp xếp được. Và bây giờ tôi sẽ in ra, tôi print tên phẩy và d key d tên thì máy sẽ in ra, xin lỗi để trong ngoặc đấy chứ, để trong ngoặc rồi thì nó sẽ in ra theo tăng dần của tên. Nên là Bình, Sơn, Hà, Lan, Long, Sơn theo thứ tự từ điển của tiếng Anh, đúng không nào? Bình là phần B đầu tiên, xong là H, A, xong là L, Lan, L, Long, S, Sơn. Đó, còn đây là điểm của học sinh. Thế nhưng mà ta dùng cái hàm sorted, cái hàm này là hàm mặc định của Python nhé, là để sắp xếp một cái dãy bất kỳ, một cái sắp xếp, có thể sắp xếp là một string hay là một cái list hay là một cái tuple theo thứ tự tăng dần. Đó. Thì như vậy. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp là câu hỏi. Bây giờ tôi muốn sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần của giá trị thì làm thế nào? Đấy, chỗ này là khó đây. Vì chúng ta tôi có thể viết là như này, tôi có thể viết là for vì cho trước value thì không thể tìm ngược lại tên được. Đó. Không thể tìm lại tên, cho nên rất khó. Tôi có thể viết là như này. Tôi có thể viết là sorted kia d.value thì được. Viết này thì không sao. Đây. Cái này này, sorted thì nó ra là 6 7 8 8.5 10. Nhưng mà từ cái value này không lấy lại được cái key. Đó. Thì bây giờ tôi muốn là bài tập của tôi là gì? Bài tập của tôi là gì? Tôi cho trước một cái dãy đúng không? Tôi trước một cái dữ liệu từ điển, bây giờ tôi cần sắp xếp theo giá trị tăng dần của value thì làm thế nào? Thì bài tập nhé, chúng ta làm bài tập đó ở đây. Chúng ta bài năm chúng ta để nguyên, chúng ta sang cái bài số 6 đi. Đấy, bài số 6 nhé. Bài số 6 là tôi muốn làm bài là tôi muốn là sắp xếp từ điển, sắp xếp từ điển theo thứ tự tăng dần của value thì làm thế nào? Nào, theo dự tăng dần của key thì dễ rồi. Đây, của key ta làm là xong ngay. Đây là cái bài toán, là đây là cái câu lệnh là để sắp xếp theo thứ tự tăng dần của key thì dễ rồi. Nhưng mà khó hơn là làm thế nào là sắp xếp thứ tăng dần của value thì mới là khó. Được chưa? Đây, bây giờ đây tôi viết lại cái lệnh này. Đây nhé. Đây là bài tập 6 nhé. Cho trước một cái dữ liệu từ điển là như thế này. Bây giờ đầu bài cần in ra cái sách học sinh và điểm số theo thứ tự tăng dần của điểm số. Hoặc là giảm dần của điểm số cũng được, thế nào cũng được. Chúng ta tăng dần hoặc là giảm dần của điểm số nhé.
ta làm tăng dần cho nó dễ đi. Thì làm thế nào? À, thì cái làm như sau nhé. Để tôi vẫn dùng là hàm xóc thịt để tôi làm thôi nhé. Và tôi xong xong rồi tôi quay lại cái bài 5 này, tôi sửa cái bài này. Tôi muốn là in ra theo thứ tự là giảm dần của value thì làm như nào nhé. Cái tăng dần của value thì làm như nào? Đây tôi làm bài số 6 này nhé. Thế làm như sau này. Tôi sẽ phải như sau, tôi sẽ phải là tôi phải viết một cái hàm để cho trước giá trị tôi lấy được cái key nhé. Viết cái hàm số để tính key đúng không? File đặt tên là file key. Yeah, file key. Nó gồm có hai tham số. Tham số nhất là tham số là từ điển giá liệu từ điển. Tham số thứ hai là tham số value. Và yeah. Bài này là cái bài mà tôi cần phải tìm lại được cái giá trị của key nhé. Yeah. Đây. Như sau này. For key v đúng không? Thì cái v in cái làm như sau. Tôi chạy dọc theo theo dữ liệu từ điển item như thế này, chạy dọc theo nó và kiểm tra nếu if v mà bằng van thì tôi dừng lại. If v bằng van thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ mà tôi gán, tôi sẽ return key. Dừng lại, dừng chạy luôn, gọi return key luôn. Như vậy nó trả lại cái key của cái dữ liệu từ điển d mà có giá trị chính bằng van. Nếu mà v đây tôi cho key và v chạy dọc theo các phần tử của từ điển và kiểm tra nếu mà v bằng van thì tôi trả lại key. Đó, thì bây giờ tôi sẽ làm lại cái bài kia nhé. Đây là lại cái bài kia. Giờ đây, đây. Tôi làm lại như sau này. Tôi for van in sorted d chấm value. Thực ra đây nó có một cái lựa chọn nữa nhưng mà thôi. Đây này là tôi cho giá trị van chạy theo cái dãy value đã được sắp xếp thứ tự tăng dần nhé. Và tôi gán key, tìm key gán chính là cái hàm file key ở trên. File key d chấm van để in ra print key van. Để tôi in thử nhé, đây là bài tập này nhé. Nhắc lại này, tôi phải dùng cái hàm phụ là hàm file key. Đây file key đây, để tôi tính ngược cho trước van và tính ngược lại key, cho trước giá trị và tính ngược lại khóa. Và ở cái phần 2 này tôi sắp xếp các khóa theo thứ tăng dần và tôi tìm key, sau in ra key và khóa thì nó ra thế này. In ra là như này. In ra là Lan, Sơn, Hà, Bình, Long đây. Tức là 6 7 8 8 7 6 10. Đó. Còn tôi muốn in ra theo trị giá trị ngược lại thì đây nó có một cái thuộc tính nữa, reverse bằng false thì nó sẽ xếp ngược trở lại. Đấy. À, đúng không? Tôi kiểm tra cho đúng. À, reverse bằng true chứ thì nó sẽ đấy, cái hàm này. Yeah, này. Đấy, nó là long mà nó sẽ theo tự ngược lại giảm dần từ điểm số giảm dần từ cao đến thấp này. Vậy có thêm cái reverse bằng true ở đây nữa. Đấy. Ở đây đúng không? Đấy, như vậy bài này là cái bài là sắp xếp theo thứ tự là tăng dần hoặc là giảm dần. Tăng dần hoặc là giảm dần. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi quay lại cái hàm này. Bên này nhé. Bây giờ tôi muốn là cho trước cái, một cái dãy số này, một cái string. Tôi muốn in ra là các cái từ và tần suất gặp của nó nhưng mà theo thứ tự là giảm dần. Được chưa? Rồi, tôi bây giờ tôi phải copy cái hàm này. Hàm này hàm nó cần này. Đó, hàm này hàm cần nhé. Sau bên này. Để tôi gắn cái hàm này ở đây. Được chưa? Copy thôi. Cái này tôi copy. Xấu quá đúng
nó còn giữ được kia giữ được kia thuộc vào cho nó chính xác. Cái hàm này là hàm tổng quát rồi. Giờ thì bây giờ tôi làm bài là cái này thôi, làm cái này này đúng không? Đây nó chính là cái này này, nó chính là cái này này, có thể viết lại cái này được nhưng mà thôi để viết nha. Bây giờ là for one in sorted the value, chung chung công thức value đúng không, và reverse là theo thứ tự giảm dần, reverse bằng true là theo thứ tự giảm dần. Đó là key hay là work, work bằng file key, file key d và đó là print, print v kép, v kép và kép vào mặt thì nó sẽ in ra danh sách các cái từ ở trong cái từ điển D theo thứ là giảm dần số số lần xuất hiện ở trong sâu. Sorted. Lỗi chỗ nào nhỉ? Kiểm tra bên này có lỗi. Đây value. Reverse không có D thầy ạ. Sao? Từ reverse Sorted. em vừa nhìn bên kia cái từ reverse đấy nó không có D đâu thầy ạ. Chữ gì reverse à? Vâng, bên bên kia thầy lại có D, thừa D. Bên sai ấy, đang thừa D. Reverse này à? Đúng không? Có D hả? Ừ, đúng rồi, có D, không có D đúng không? Đây không có D. Reverse nhá. Rồi, kiểm tra lại thế nào. Vậy nó chính xác cái đấy, nó ra miền, nó ra lại là các cái từ, có cái từ nó giống nhau thế nhỉ? À, cái này nó bị nơi lặp lại đúng không nhỉ? Không hay lắm, bây giờ tôi sẽ phải làm lại cho nó hợp lý hơn nhá. Cái này không hay lắm đúng không? Nó là sắp xếp nó sọc theo từ. Bao nhiêu từ nó trùng nhau quá, biết tôi là sao tôi là lặp lại lần cho khỏi một trùng nhau này nhỉ? Xem sai chỗ nào nhé, tôi cảm giác bị sai chỗ nào đó. À, không đúng lắm đúng không nào? Ok thì hiểu rồi, nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian nữa, bây giờ cái này phần này các bạn về nhà đi, là vì tôi sắp xếp theo vì ở trong cái này lỗi như nào không, vì là tôi sắp xếp cho cái này đúng rồi, vì cái giá trị của D, cái value của D nó rất là ít, nó chỉ có là bây giờ có rất nhiều từ có là có số 2, rất nhiều từ lặp lại là một lần, thì dùng cái hàm file key nó chỉ tìm một lần thôi, tìm là cái lần cái hàm đầu tiên thôi cho nên bị lỗi nhé. À, như vậy là cái bài này áp dụng cho bài này thì đúng, thì là đúng không sai, vì là các cái giá trị này nó khác nhau từ đây một này, nó khác nhau, còn nếu mà trùng nhau thì là bị lỗi. Đấy, thì bài này là thôi đi, bây giờ tôi không làm nữa, mà bài này là coi như là hành như bài tập các bạn làm ở nhà nhé. Các bạn sửa cái ý tưởng như này, các bạn sửa một chút thôi, sửa một chút để làm sao cho nó in ra được theo theo chính xác. Bây giờ tôi đóng này lại nhé.
Điền như vậy chỗ này là phải sắp xếp lại, phải phải làm lại cái này. Vì giá trị value nó trùng nhau rất là nhiều. Cho nên là khi chúng ta chạy dọc theo cái các giá trị value của cái dữ liệu từ điển D ấy, thì khi nó trùng nhau ấy, thì dùng cái hàm find key này nó chỉ lấy ra một từ đồng, cái từ đầu tiên thôi. Đây là cái từ đầu tiên nó dừng lại đây này. Cho nên nó bị cảm tưởng nó bị trùng nhau rất là nhiều là vì thế. Bây giờ chúng ta phải lập trình lại chỗ này. Yeah. Cái này cũng hơi bị kinh đấy nhá. Chúng ta bây giờ tôi dừng ở đây, chúng ta coi đây là bài tập về nhà nhé, để cho các bạn làm bài này nhé. Bài tập về nhà là như sau này. Chúng ta sửa cái chương trình này. Đây chính là cái chương trình phần thứ 6 của trang 198 đấy. Chúng ta sửa lại và bài tập như sau. Bài tập là in ra danh sách các cái từ theo thứ tự là giảm dần của số lần lặp ở trong sâu, ở trong cái số ký tự đó nhé. Chúng ta phải dùng cái hàm khác, ai phải chỉnh sửa một chút cái chỗ này thôi nhé, chỉnh sửa một chút cái này thôi. Các bạn đã hiểu chưa? Bài này có thấy khó không? Bài này phần này sao? Hôm nay khó quá. Khó quá? Dạ. Nó khó càng ngày càng khó thầy ạ. Càng ngày càng khó thầy ơi. Thế hả? Đáng nghĩa là bây giờ đáng nghĩa cái bài này này, nếu mà cái chương trình Python này này đúng ra nhé, là phải dạy trong trong 6 tháng. Dạ. Cho sinh viên ấy là một tuần một buổi 6 tháng mà cứ bài tập liên tục thì nó mới vào được. Còn chúng ta là học gọi là học dồn học nén thôi. Dồn nén là nó bị đúng đúng là tôi nghĩ là tôi hiểu rồi, nó bị quá tải. Khỏi thời gian để quá tải thế ơi. Đấy. Mà các bạn về nhà các bạn không xem lại đâu nào, đúng không? Cũng có thời gian để nghiên ngẫm thêm tài liệu. Đúng đúng đấy, đúng. Sẽ phải đến video thôi. Dạ. Cũng may là thầy còn ghi lại video để xem lại đấy ạ. Rồi. Tôi được cái bài tập nhá. Bài tập này, các bạn không làm được thì tôi sẽ làm vậy. Nha. Tức là bài tập là như sau, là bài tập là làm lại cái bài này. Nhưng mà theo đúng nghĩa là yêu cầu là in ra cái, mình tôi bỏ cái này đi, in ra đây là cụ đó là for key one, đúng không? In d chấm item như thế này, print key one đấy. Của đó là gốc là của đó là như thế này, và yêu cầu của chúng ta là gì, là in ra cũng như thế này nhưng mà là giảm dần theo theo tần suất gặp ở đây, giảm dần theo van nhé. Ở đây đã ra là 5A là 9, chúng ta muốn là O là 12, muốn là O lên đầu O là 12, xong dòng thứ hai là A 9, dòng thứ ba là data 5 nhé. Bài tập về nhà là như vậy nhé. Được, bài này nếu các bạn không làm tôi sẽ làm. Rồi. Ok nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ rồi, chào thầy. Dạ vâng, em chào thầy. Có mệt mỏi quá không? Dạ, quá khó. Quá tải thầy ạ. Thế thì là khó, em cũng chưa hiểu được hết đâu ạ. Thôi chúng ta nghỉ nhé, để tôi đóng, tôi dừng. Dạ vâng, em chào thầy. Vâng.